VinFast ra đời tạo ra một cú nổ lớn cho thị trường ô tô Việt Nam. Chỉ sau 9 tháng thành lập, VinFast đã cho ra đời bộ đôi SUV và sedan VinFast Lux A20 và Lux A20 vào tháng 10 tại triển lãm Paris 2018, và tiếp theo đó là xe cỡ nhỏ VinFast Fadil. Hãy cùng Vika đánh giá VinFast và xem hãng xe này đã sản xuất những chiếc xe như thế nào. Theo người dùng trải nghiệm thực tế, thì đánh giá xe của VinFast đạt trung bình 3.9 tháng 5 sao với tất cả các phiên bản. Trong đó điểm đánh giá cao nhất thuộc về diện mạo nội ngoại thất vô cùng sang trọng. Tiếp theo đó là giá bán xe VinFast cũng được đánh giá cực cao khi có nhiều voucher và chương trình giảm thêm giá. Còn lại thì động cơ được đánh giá không cao lắm so với đối thủ cùng phân khúc, cần được cải thiện thêm. Hiện tại VinFast phân phối 3 sản phẩm chính gồm Lux A20, Lux A20 và Fadil. Hai mẫu xe đều được phát triển bởi hãng thiết kế xe nổi tiếng thế giới là Pininfarina, vì thế kiểu dáng của chiếc xe vừa có nét truyền thống lại vừa hiện đại. Còn với VinFast Fadil lại được thừa kế lại từ mẫu Opel Ka, tức chiếc xe tiền thân của Chevrolet Spark. Cả 3 mẫu xe được công bố giá mở bán vào ngày 20 tháng 11 năm 2018, và tại thời điểm đó, VinFast có ưu đãi mua xe với mức giá rẻ bất ngờ để khuyến khích tâm lý mua của người Việt. Đến ngày 15 tháng 7 năm 2020, thì giá xe VinFast không còn áp dụng mức giá ưu đãi 30 nữa mà giá bán sẽ trở lại như ban đầu, có nghĩa cả 3 xe đều đồng loạt tăng mạnh.